Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở chỗ suối, đường đi lên bản Trống Trơ các bạn ạ. Và hôm nay thì mình cùng với A Quỳnh sẽ đi xem cái tuyến đường này có thể là cái tìm ra cái phương án khả thi để chuyển vật liệu lên nhà em Nù, cũng như là sắp tới sẽ làm nhà em Su đấy các bạn. Ok, xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Hiện tại thì xe của anh em mình thì để ở phía bên kia lán. Đây là cái con đường đi vào cái chỗ đường dẫn cầu Trống Trơ đấy các bạn. Đây, từ suối đi lên. Nó vào khoảng 20-30%, khá là dốc đấy. Vừa rồi anh em mình đến không kịp quay cho quý vị xem cái đoạn này, máy xúc từ trên xuống và để kéo cái xe tải xuống cái dốc này. Xe tải đấy, xe hai cầu ấy nhỉ, xe chở đất. Như cái tập phim hôm trước là các bạn cũng đã biết là anh em mình cũng đã đào xong cái móng nhà cho em Nù rồi. Nhưng mà khâu chuyển vật liệu khá là khó khăn. Đang loay hoay không biết là chuyển bằng cách nào đây. Và công việc của em như hôm qua thì cũng đã làm xong được khá rồi. Xong hết cột nhà cho em Nù và kèo cũng gần xong rồi. Hôm nay có nhờ thêm một anh thợ làm ở nhà nên em mới có thời gian đi lên cùng anh em. Đây, nếu mà vì giả dụ mà ô tô đi đến cái đoạn này, đi lên chỗ trên này thì có lẽ là không thể cua được đâu các bạn. Nó cua rất là gắt, cua gấp tay áo này, hơn gấp tay áo. Đây, đi lên đây để cho các bạn cùng biết. Hầu như là phải như là góc vuông ấy, còn hơn góc vuông chỗ đoạn cua này. Xe máy mình lên còn khó cua nhá. Này mà xe chở vật liệu là không lên được qua chỗ này. Chỉ lên đến cái chỗ bên dưới mà anh em tập kết vật liệu ở chỗ cầu. Đây. Cái này là cũng may là có cái máy xúc làm đường to ra rồi đấy. Không thì trước kia là cái đường nó bé tí thôi. Đây, cái chỗ này thì ô tô cua rất khó này. Cua khóa là gấp luôn. Bên kia là một cái khe suối và cái tả ly cao 6-7 mét quá. Đây, tiếp tục là một khúc cua ngoằn nghèo nữa đấy các bạn. Và ô tô đi lên đây thì cũng không có chỗ để mà quay đầu đi xuống đâu. Phải nghe lại lùi xuống à. Với lại đổ vật liệu xuống thì không lùi được chứ. Hoàn toàn không có chỗ nào đủ rộng để mà ô tô quay đầu cả. Đây, thêm một chỗ khúc cua ngay đoạn lên dốc nữa. Chẳng nhẽ đi máy bay chở vật liệu lên. Anh em người đã nghĩ đến cái phương án là bằng xe bò hay xe trâu, nhưng mà cái này không khả thi đâu các bạn. Quá dốc luôn. Trâu ngựa cũng không lên nổi đâu. Đây các bạn nhìn này. Nhưng mà chế xe trâu mà làm xe quệt thì dốc quá, trâu không kéo được. Và nó sẽ mắc những hòn đá gồ ghề nữa cơ. Không thể kéo được. Nên phương án chở vật liệu lên đỉnh Trống Trơ là rất là khó đấy. Khó khăn đó. Cua ở đây xong rồi cua kia nữa. Tiếp tục, khi mà nếu mà giả dụ mà xe đi qua được cái đoạn này thì lại tiếp tục có một đoạn cua cực kỳ gấp nữa các bạn. Cái này thì nếu các bác xem thì các bác có nghĩ đến cái phương án là dùng xe tractor, nhưng mà hình như là mình là không dùng được phải không Quỳnh? Vâng, như những tập trước thì có bác có bình luận và góp ý thì nên dùng cái đường này, dùng xe tractor. Em nghĩ thì xe tractor cũng vẫn có thể lên được cái đường này,
Nhưng mà hiện tại ở thị xã Nghĩa Lộ của em thì không được phép thông hành cái loại xe đấy, kể cả thông hành trong khu vực thị xã hoặc là vào trong thôn bản này cũng thế. Cái xe đấy là không có đăng kiểm đâu đúng không? Xe chế nên không được phép, là không được cấp phép, không được cấp giấy thông hành và không có đăng kiểm. Nên xe đấy không an toàn để mình sử dụng thông hành ở trong thị xã hoặc như là trong đường bản. Chỗ này là một cái ngã ba. Cái đường này là đi xuống dưới qua một con suối xong là đi lên bản chống tàu các bạn nhé. Đây đường này đi lên này. Nhưng mà đứng ở đây không nhìn thấy bản đâu. Thì cái bản cao, trên khá là cao. Con đường này khi mà máy xúc làm thì nó đã rộng và dễ đi hơn rất là nhiều so với trước kia. Đây về phía cái tả ly mà đường máy xúc đi lên thì phải từ đây nhìn xuống nhé, phải mấy trăm mét, 200-300 mét mới xuống đến khe suối này. Đây vách đá thẳng và thẳng chỗ anh em lên là cái chỗ máy xúc đang làm ấy. Cái chỗ kia là đường bằng thì ô tô có thể đi được nhưng mà lên đến đoạn trên này. Đấy, bây giờ mà xe máy lên đến đấy đang tắc ở cái đoạn đường này, máy xúc đang làm đến đây. Thẳng lên nữa là hẳn một quả đồi rất là dốc, xe ô tô hoàn toàn không thể lên được. Và nói thêm về tắc tơ thì đã không được cấp phép và không được cho dân ở đây thông hành thì hầu như là dân đây cũng chấp hành đúng nghiêm chỉnh cái luật của quy định của chính quyền đề ra. Nên kể cả trong thôn bản thì cũng không bao giờ dùng đến. Đây nếu mà may mắn lên được đến tận đây thì một cái quãng đường bằng rất là dễ đi các bạn nhé. Ở đây cũng có một hộ dân nốt máy em máy xúc đi đây. Đường bằng này trải dài từ đoạn này ra đến chút chỗ kia kìa. Đấy. Toàn là đường đất đỏ mà máy xúc mới mở. Và quay sang phía bên này thì hầu như dân bản đây toàn làm nương ngô với lại trồng lúa nương. Đây các bạn có thể thấy ở trên này mỏm đồi này có một cái lán nương tít trên cao. Mà chỉ chuyên để trồng ngô với lại trồng lúa thôi. Đây các bạn, sau khi anh em mình đi qua một đoạn đường bằng thì trải qua một con dốc. Thì chỗ dưới kia thì máy xúc hôm nay cũng có nghỉ. Ở trên này anh em nghỉ rằm là từ hôm nay là ngày 13. Nghỉ rằm từ ngày 13 đến ngày 15 cơ. Còn phía bên này thì là chỗ cột điện mà anh em định tính để dùng cái cáp tời kéo lên đến đỉnh trên này. Nhưng mà phương án đấy là hoàn toàn không khả thi vì độ dốc quá là cao và nó còn có vướng cột điện cao thế ở đây nữa. Và lên trên này còn có dây điện của bà con trên đấy, toàn là dây điện trần nó sẽ mắc vào đấy. Nếu mà mình dùng cáp tời nó rất là nguy hiểm nên phương án này là hoàn toàn không khả thi. Và lên đến đây này, chỗ máy xúc đang làm đang dừng này là xe máy chưa thông được. Đây cái đoạn này này. Đấy. Là máy xúc đang làm một cái tuyến đường để hạ cái độ cao của cái tuyến đường này xuống các bạn. Để nó bằng hơn ấy, cho dễ đi hơn. Cho nên là mọi ngày là hôm nọ mình anh em mình lên là phải bỏ xe ở đoạn dưới này sao? Đoạn dưới này. Và đi bộ lên. Đó. Cho nên là nếu mà phương án tối ưu nhất bây giờ nếu mà khi mà máy xúc làm xong thì chắc là chỉ có đi xe máy thôi các bạn. Đi xe chắc máy xe chở máy từng ít một thôi. Và xe máy thì nếu mà trường hợp nào mà đoạn dốc quá thì sẽ cho chốt một hai người ở đó để đẩy lên dốc. Chứ cái này thì các bạn nhìn trong máy quay thì nó rất là bình thường. Nhưng mà trên thực tế thì khác xa ở trên tivi các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên bản.
tạm biệt rồi. Không lên nổi đâu anh ạ. Xe nó nghiêng hẳn sang bên này. Khỏi hơn chú thì sao? Xe nghiêng hẳn sang đây xong rồi nó hết xăng. Không có ai qua đây nhỉ? Số 1 chưa? Số 1 đây. Xe hết xăng à? Làm nào giờ? Bình nó thì vẫn còn nhưng mà kiểu nó dốc quá. Dốc đứng như này không lên được. Ôi, khá là mệt. Vượt qua cái đoạn dốc này hết hơi rồi. Kiểu là lên xong rồi xe nó còn nửa bình xăng thôi. Lên đến đây ấy, nó nghiêng dốc quá. Hẳn như là cứ dốc đứng luôn. Thế là đang nổ tục. Xe bị lùi đi lại. Đây cái đoạn này là ngã luôn. Đoạn máy xúc đang giảm độ cao đi. Từ cái chỗ đường này xuống dưới kia là cũng phải cao mấy mét đấy các bạn. Qua được cái đoạn dốc này. Bây giờ anh em sẽ nghỉ ngơi đây một tí xong mới tiếp tục đi tiếp lên bản các bạn. Xe méo cả gương đi rồi. Quả đấy anh nặng tháo phi lên chưa? Phải đẩy chứ. Em nhẹ, không ngồi được. Ngồi nó cứ trượt bánh thôi. Ban bánh. Ừ. Bây giờ nhìn bánh chưa? Ok, cuối cùng hiện tại anh em mình cũng đã về đến bản rồi. Đang để xe dừng ở chỗ nhà em Su và em Sông. Đây, như hôm nọ có quay thì thấy A Su đang đi lấy đá về để kè cái chỗ nền nhà. À, chào em gái. Vâng, chào anh. Xin chào em gái. Vâng, chào anh ạ. Ừ. Su nấu cơm chưa? Chưa. Ừ. Ở nhà không? Em chào anh nhá. Ừ, chào em. Sáng nay lên từ sớm nhưng mà đi dọc đường để xem đường có mình có chở vật liệu lên được không. Đến giờ mới lên đến đây. Cơm nước gì chưa? Có. Giờ mới bắt đầu nấu cơm à? Anh chín rồi. Cơm gì chín, anh uống nước đi đã. Ờ. Nói gì cân thì có đầy. Hôm qua anh bảo em xuống dưới nhưng mà không có xe xuống à? Vâng, em không muốn xe. Thấy mượn máy chả được. Thấy Nù bảo xe hỏng quá. Xe thì hỏng lâu rồi. Thế là không sửa được nữa à? Sửa thì được nhưng mà không có điều kiện. À. Thế thì cũng khó nhỉ. Vâng. Hôm qua thì Nù với lại A Hành xuống dưới anh chuyển sắt về bên nhà anh ấy. Chuyển cả hai nhà luôn mà, của cả nhà em luôn đấy. Em bốc xong chưa? Bốc xong rồi bọn anh còn tiến hành hàn cột với lại làm kèo nhà luôn này. Hôm qua dạy cho A Hành với A Nù hàn một lúc, không biết có bị đau mắt không? Tí lên hỏi thăm xem có bị đau mắt không ấy. Ồ, đi lấy cái gì về đây em? Em đi lấy đây. Quả bầu à? Quả bầu ăn chưa? À. Quả bầu to thế. Cái này là quả mướp. To. Mướp đây này. Đấy, nhà trồng được nhiều mướp phết đấy thầy. Cho ít thôi. À. Quả bầu to thế, phải mấy cân quá. Cái này chưa to hẳn đâu nhỉ. Đấy là chưa to hẳn đâu, sau còn to hơn. Cái này gần bằng cái đùi anh Quyền thôi. Cái đùi anh Quyền còn to hơn cơ. Chân lẻ một chút lên luôn. Thấy được kìa. Mướp thì chắc là làm canh chứ hay là sao? Luộc à? Luộc xong chấm nước mắm à? Mà không phải chấm nước mắm mà chấm ớt thôi. Chấm ớt đấy. À? Hết hết dầu mỡ rồi nên là luộc thôi. À. Lúc đấy từ hôm nọ nhỉ? Hôm nọ anh thấy Su đi cậy đá. Đó đi lấy sao? Không.
cũng gần gần đây, quanh quanh đây, hơi bị khó khăn. Nhưng mà cậy xong rồi mình tự bê lấy bê bằng tay luôn á, hay là lấy bê? Tự bê đấy. Lấy tay bê thôi. Tay bê thì một mỗi lần được 2-3 viên thôi quá. Nhưng to thì được một viên thôi nhỉ? Nên to của mình bê. Tập làm bao lắm à? Thì anh, bọn anh hôm nay lên ấy thì để xem đường xem mình có chở được cái vật liệu lên không. Và nhân tiện là cả hai anh em làm một nhà cùng một lúc ấy, thì bảo bên em thì dành mấy hôm đi chở giúp bên Anu vài chuyến để đủ bên nền Anu đã, xong rồi xong hẳn nhà thì lại chuyển sang nhà em cả Nu cả hành sang giúp nữa. Thế cũng được. Thì mình có mấy người thì mình chở được nhanh hơn, chỉ trong 2-3 hôm gì đấy thôi. Đây mình nhờ chứ không phải là mình nhờ cả bảng em cả bên chống to lắm mà. Được thế thì tốt. Nhà neo đông đưa đông người thì chắc một tuần một ngày đã. Được thế thì lại tốt quá. Nhờ lúc nào làm phải nhờ hơi. Thỉnh thoảng mình cũng phải đi hộ họ đúng không? Mình đi hộ họ trước rồi bây giờ đến mình gọi họ. Anh quay ngã dép hỏng hết rồi anh ơi. Đã có tiền để mua dép đi. Hôm nào lên mua tặng cho em đôi dép. Em với em gái là phải buồn thế này đi rồi. Yeah. Vâng. Em gái còn đang học hay là nghỉ rồi? Nghỉ rồi. Thế à? À, hai vợ chồng ấy đâu, các cháu đâu? Bọn em á? Ừ. Chưa có cháu đâu. Thế à? Vâng. Cưới được lâu chưa? Mới năm ngoái à, cưới à, năm nay được tròn một năm. À. Thế là kế hoạch cả hay như thế nào? Không phải là kế hoạch đâu, nhưng mà chỉ là lúc nào có thì để lúc đó thôi. À. Có lúc nào thì mình để lúc đó, chưa có thì thôi, thì từ. Vài hôm nữa, 10 năm 20 ngày để làm xong nhà nhỉ. Thì để thoải mái. Để một đội bóng luôn. Đúng rồi. Đúng chưa rồi. Thế thôi. Mỗi người nhà chỉ nên để tầm 2 đứa là được rồi. 2 đứa thôi, bây giờ để nhiều khó khăn lắm. Đúng rồi đấy. Mà để thưa thưa cách nhau ta tí. Đứa đầu thì ít nhất tầm 5-6 tuổi gì đấy nhỉ. Hồi xưa con bé anh hay để đứa thứ 2 dùng cái kéo này này hơ lửa cho nó đỏ đi, xong anh mới xiên vào cái dép ấy, xong lấy cao su buộc. Đấy, cái này nó không chắc đâu, cái dây này không chắc đâu quá. Dây này dây như bằng dây người ta bó củi với bó lúa ấy thôi quá. Thôi buộc tạm lại đi được thôi. Hôm qua hai anh em nụ xuống Hàn không biết có đau mắt không, tí lên hỏi thử. Nhưng mà hôm qua toàn dạy những phương án là tránh để không bị đau mắt rồi. Thế thì hai vợ chồng sang giúp, hôm nào làm thì sang giúp ăn nụ. Lúc nào phải giúp thôi, giúp xong rồi đến nhà mình. Đúng rồi. Hôm qua thì em không có xe không xuống được, thì hôm nào rảnh đi xuống. Xem cách làm nhà mà anh tư vấn cho làm nhà kiểu nào nó đẹp. Mà có thời gian thì xuống học Hàn luôn được. Thế hôm trước em hỏi anh. Thế hôm nọ anh em nhanh vào chỗ em ở nương ấy nhỉ. Có hỏi em làm nghề gì, làm sơn nên em sẽ giới thiệu một chỗ mà cũng đang làm sơn ấy, rất là nhiều việc luôn. Thì nhiều khi họ làm họ phải thuê thêm nhiều thợ, và hẳn như là nhiều việc quá không làm kịp thì họ cũng có thể bán cho mình lại rủ thêm mấy anh em xuống làm nữa, thì nó cũng đạt ngày công phết mà. Làm đấy, Su đi làm lăn sơn được bao nhiêu năm rồi? Em 3 năm dưới. À, thế thì mình cũng cứng tay phết rồi đấy. Làm thì cũng tạm tạm. Nếu mà đi xuống dưới bọn anh đang phát triển lắm. Về nghề sơn nhiều chỗ để làm.
Thế khi nào anh hỏi anh giới thiệu cho em nhé. Ừ, ok. Chắc mai, mai đi mai rằm bọn anh nghỉ mà. Anh nghỉ thì ở nhà anh thôi. Có thời gian anh đi hỏi xem. Hai vợ chồng nhổ xong cỏ nương chưa? Hôm nay mới hết rồi. Mới xong sáng nay. Thế á? Sáng nay xong là lúc nãy bọn anh lên là vừa mới về à? Vâng, bọn em vừa về. Thế hai vợ chồng nấu cơm nhá. Anh xin phép lên chuyển lên bên nhà ngủ nhà tí. Ăn cơm, ăn trưa xong rồi. Chắc thôi, anh nghe lên bên ngủ thôi. Anh đi. Ừ, anh đi đây. Ừ. Đây, hiện tại thì anh em mình đang trên đường từ chỗ nhà em Sông, em Su lên nhà Anu. Không biết là giờ này có ở nhà không? Lần này đi lên đường thì có kinh nghiệm rồi các bạn. Anh có chuẩn bị chai nước lên, đi bộ lên toát mồ hôi mệt, khát nước lắm. Mà ở cái đoạn đường đấy lên này không có khe suối nào. Bỏ ra phơi nắng. Hiu. Dậy đi em ơi. Đi. Ô, không biết Nú có ở nhà không? Đóng cửa à? Ừ. Ôi. Nú ơi. À, khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi. Chắc đi làm nương ở trên cao kia rồi quá. Bình thường thấy Nù bảo mà đi làm nương ở xa xa kia phải gói cơm đi mà. Dạ. Yeah. Hôm nay đi nhổ cỏ sao hôm qua bảo ấy. Sau khi lên đây thì A Nù có đi làm nương rồi thì anh em mình sẽ chở quay trở lại xuống lên nhà A Su thôi. Hôm nay bây giờ cũng là khá là muộn rồi. Chắc tầm 12 giờ đúng không anh? 12 giờ kém ấy nhỉ. Thì chắc là anh em mình đi mua ít thức ăn sang nhà A Su làm cơm, ăn cơm đấy đã nhỉ. Ừ. Giờ này trong bản cũng là khá vắng vẻ. Hôm nay mấy hôm làm cầu xong, còn đợi dầm cầu lên thì bà con là đi làm nương hết rồi. Giờ này là chỉ có người già với trẻ em là hay ở nhà thôi. Còn những vợ chồng trẻ thì nếu mà chưa làm xong nương thì thường là gói cơm đi từ buổi sáng rồi các bạn. Không như ở trong quán, quán ở trong bản là có một nhà của anh câu. Không biết còn có thức ăn gì đông lạnh không? Đây, nhà bác Tổng cũng khóa cửa ấy rồi. Ôi trời ơi, anh em mình đen rồi. Ôi cửa rồi. Thôi xong. Chắc đi làm nương hết rồi. Hôm nay thì nhịn rồi. Okay. Ừ. Quay ra ngoài này xem anh này có bán thức ăn gì không. Nhà anh câu là đi đâu hết rồi? Nó đi không biết cho anh đi làm đâu. Có một chút tàu. Đây không có ai bán quán nữa nhỉ anh nhỉ? Chỉ có nhà ông câu luôn nè. Cháu ở nhà đó, con ở nhà đó. Chứ nhiều nhá chị nhá. Nhà mình có thức ăn gì bán không nhỉ? Có trứng gà hay là gà gì đấy? Nói tìm thức ăn ở trong bản khá là khó các bạn. Gà nó màu hồng nhiều thì có một quán bán mà quán lại đi vắng rồi thì chị nó là ý hộ nó bán nhiều nhà của nó là nó chán thôi đâu. Vâng, chỉ mình nhà ở đây ít hộ một quán này bán là hợp lý rồi. Có mà 25 hộ đó chỉ có một nhà bán quán thì đi. Một buổi thì nó lấy khoảng 2-3 nghìn. Cái này có cái sân rộng thế nhỉ, nhà này.
này làm không có làm giải cái là đò cái máy làm nó mà giải cái xong lên máy. Vâng. Chủ quán không ở nhà rồi. Quý Nhi ơi. Đây. Xong đi tìm mua con gà cho anh đi. Con gà? Ừ, bây giờ chủ quán không ở nhà rồi. Nhà chú Bình à? Ừ, nhà chú Bình có. Nhà chú Bình có mấy con? Tầm bao nhiêu một con đấy nhỉ? Chả biết đây nữa. Coi là mua một thứ mà nhưng mà. Đúng rồi. Đây xu đi mua anh. Mua con vừa vừa thôi. Tất bây giờ không bắt được rồi. Đi hỏi xem đấy không? Trang đấy nhỉ, bây giờ mà bảo đi bắt gà là cũng khó đấy. Đi nhanh về nhanh nhá. Chắc đi làm nương quá. Biết rồi. Cả hai thấy khóa cửa hết. Đang nhà bên dưới kia ấy. Đun nước kìa. Đun nước kìa. Đến rồi. Sao nó hẳn hoi vào em? Ta để nghiêng đi nhé. Ấm nước chỗ này nó hoi rồi kìa. À, phải nó bị hở. Hở rồi nên là đun được nhiều đâu. Đun cho nằm cho nghiêng. Mà nghiêng nó mới được thôi. Thế là Su có đi mua được gà không? Không, đang đi gọi chủ quán về thôi. Gọi chủ quán à? Vâng, nghe bảo là chủ quán sắp về nữa là đi gọi thằng bé trước. À. Bình thường mình ở trên này thì chắc cũng phải tầm 11 rưỡi, 12 giờ ấy nhỉ? Mới ăn cơm nhỉ? Bọn em thì chắc là ăn muộn lắm nhỉ? Bọn em ăn muộn thôi. Có hôm thì cũng ăn sớm tí, nhưng mà có hôm này ăn muộn đi làm về muộn 1 giờ, 1 rưỡi thì là mình ăn sớm. Lần này là chết đói đâu nhưng mà quen ăn muộn. Cái này là cái cầu thang đi lên trên này đấy nhỉ? Trên này mình có để thóc không? Có thóc trên. Thóc bây giờ cũng sắp hết rồi. Có 3, 4 bao. Có 10 bao thôi. À. Đủ ăn để còn làm nhà. Còn làm nhà, thời gian làm nhà là không làm gì được đâu ấy nhỉ. Vâng. Phải tập trung. Bầu này lại luộc tiếp à? Vâng, để cho nó canh thôi. Ừ. Để cái kia ít thôi. Cái này là nhà mình trồng à? Vâng. Trồng gì nhiều không em? Ít thôi. Chẳng có cái gì ăn nên là... May quá, Asu chạy đi gọi chủ nhà nương về. Vừa mới đi mua về được một ít một con cá chim với một ít trứng. À, xong thì đang làm bên kia. Thịt gà đông lạnh thì cũng hết rồi các bạn. Công nhận là trên tay tìm thức ăn, mua thức ăn thì khó thật đấy. Cá này chắc là rán thôi em nhỉ? Có măng chua ấy nhỉ? Ừ, hay măng ớt ấy. Măng ớt. Tại bây giờ cũng muộn rồi nên em sợ một tí hai anh lại đói nên là làm tí bầu này để ăn trưa. Bây giờ mới 11 rưỡi thôi, anh thì không lo đâu, à, Quỳnh kia hiểu. Vì sợ gầy. Suy dinh dưỡng. Anh thì 3 ngày không ăn dinh dưỡng thì vợ lại chê ấy. Anh Quyền thì 3 ngày không ăn vẫn no cơ mà. Nhưng mà xong về thì vợ anh vẫn chăm sóc tốt lắm. Vợ anh Quyền ấy. Vợ anh nhảy ra vợ anh Quyền. Chắc là cả hai chị đều chăm sóc tốt cho hai anh thôi. Đói về lại no thôi. Em thấy vợ Quỳnh làm nấu nướng giỏi không? Có. Chúng nọ gói bánh ấy. Đấy. Thì em thấy cả hai chị đều giỏi hết. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn giỏi hơn. Ở gì cũng chăm sóc Quỳnh ăn hơn anh chứ. Nhỉ? Yeah. Chăm sóc nhưng mà chăm sóc hiền thôi, không sao mà ác đâu. Cái này không phải bóc vỏ à sống? Dạ không. Bóc vỏ thì tại cái này còn non mà. À. Nên bóc vỏ là không ngon nữa cả. À. Thế là bình thường mọi ngày mình dùng nước là cứ phải xách nước từ bể kia sang đây à? Vâng. Thế sao không dẫn hẳn một cái vòi nước về một chỗ cho tiện? Tại nước
lúc trước thì bố vẫn còn thì bố cũng làm, nhưng mà tệ hỏng rồi. Nên là ta cũng gần đến sách thôi. Chắc mấy hôm nữa mình thiết kế nhà anh phải làm một cái chỗ để dùng nước luôn. Vâng. Dẫn nước về chỗ đấy. Như nhà ăn ú ấy. Trên mình là không hay trồng hành đâu nhỉ em nhỉ? Không ạ. Hành là đi mua ở chợ thôi. Sao không lấy cái gốc của nó lên đây trồng? Không, trồng tốt mà. Trên này cũng trồng được. Ú, bây giờ mà muốn ăn hành xuống chợ thì mệt lắm. Nhà bố mẹ đẻ em là có mấy chị em? Tất cả con ai? Ừ. Là 9. Úi, 9 người kìa. 8 người à? Tính bố mẹ là 9. Không tính bố mẹ đâu. Anh chị em của em cơ mà. Anh chị em với là còn 8 con đấy anh ạ. À. 3 em gái, 5 trai. Em là con thứ mấy? Con thứ 2. Thế à? Thế thì bố mẹ vẫn còn trẻ đấy chứ nhỉ? Trẻ. Bố em năm nay mới có 39 nữa. Thật á? Thật mà. Ủa, nó 39 tuổi là hơn anh có 9 tuổi thôi á? Vâng, còn mẹ em là 43 rồi. Mẹ hơn bố em. Bố 39 tuổi. Hơn anh 9 tuổi mà. Thế là 82 à? 80. 8 82. 81, 82 đấy. 81, 82. 81 nhỉ. Thế 81 cứ gọi được anh thôi. Nếu mà gặp bố em ở đây chắc anh gọi bằng anh thôi. Hôm nay là tính ra hôm nay bố mẹ em tan giúp mọi em, nhưng mà như là chắc có việc không sang nữa sao ấy. À. Thế mẹ thì bằng tuổi bố à hay là ít hơn? Mẹ. Ừ. Mẹ hơn. Mẹ năm nay mẹ đã 43 rồi. À. 43 hay 42 rồi đấy. Cũng hơn như là em hơn xu. Không biết là Nù bây giờ đi ấy về chưa? Đi nương về chưa? Về. À. Nó vừa đi phát nương rồi. Thế thì gọi An Nù xuống ăn cơm cùng luôn cho vui. Để em đi gọi. Ừ, em đi gọi đi. Em gái thì đi xuống chợ à? Vâng. Đi xuống Nghĩa Lộ á? Không, một giờ anh Phúc Sơn ạ. Phúc Sơn chắc không? À. Bữa trưa. Ừ, bữa trưa quá ngon rồi. Đấy. Tuyệt vời đấy. Đấy, chuẩn bị ăn cơm rồi các bạn ơi. Đây. An Nù đây rồi. Chào em. Chào anh. Sáng nay đi đâu ấy? Sáng nay đi phát nương. À. Lấy được sắn à? Vâng, sắn. Ừ, ngon tết đấy. Anh chị mình trồng à hay là như nào? Trồng. À. Thế sáng nay em được nhớ ấm nhỉ? Vâng. Đây đưa cho anh mang xin về nhé. Mang về để luộc. Đây để tặng. Cái này được một củ một cân không? Cái này được đấy. Củ này được. To thế mới bằng cái củ tay anh Quyền thôi. Có củ nào bằng cái bắp chân anh Quyền không? Thôi ăn cơm thôi. Đi. Đi. Ăn cơm đi. Ăn cơm thôi. Có tiền là đi. Thế nào hôm qua về có bị đau mắt không? Thế nào? À, không. À, thế từ đấy. Đeo kính, đeo khẩu trang vào ngồi tránh là không đau mắt đâu mà. Hôm qua Su mà xuống được thì hay nhỉ? Anh em vào mơn ăn cơm đi. Mai mà rảnh xuống anh chơi. Vợ vừa gọi điện bảo là tối nay ở đây.
Không, mà mai ăn tằm ở đây cũng được, không phải về. Thế tôi ở đây, tôi đi bắt qua. Bắt thế thì mừng quá, nhưng mà sợ về nó xẻo cho đấy. Nó... Bị lo đấy, mùi lo anh ơi. À, xin mời mọi người nhá. Hôm nay ở dưới bọn anh là cũng chuẩn bị ăn dằm rồi đấy. Có nhà ăn từ ngày hôm 13, 14, 15. Ăn liền 3 hôm. Hôm nay sáng nay nhà đang gói bánh này. Có nhà gói từ hôm qua rồi. Cầu lòng thế nhỉ? Ừ, chưa làm xong rồi chuyển đấy lên chắc phải mất 2-3 ngày rồi quá. Đấy, mục đích video hôm nay của hai anh em thì cũng lên đây là muốn khảo sát đường để có một phương án tối ưu nhất để Anu và Su chuyển được vật liệu lên đến đây. Và phương án tối ưu nhất là chỉ mà có bằng xe máy thôi. Hiện tại máy múc cũng đang làm đường nữa nên sẽ chờ thì hôm nào mà máy múc làm thông được đường sớm nhất thì anh em sẽ bắt đầu cho chuyển vật liệu lên đến đây. Và có lẽ video của sáng mai sẽ phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tin tiếp theo. Xin chào. Xin chào.